bản điêu đó sư dễ học hơn Thì cái này á, học trong bản điêu nguyên câu luôn á, cái bạn như là cái nhiêu đâu có vali ly đâu mà đọc, câu mà trong bản nhiêu đâu có vali ly đâu mà đọc. từ câu á, ý con nói từ câu, ví dụ mà cái câu mà tấm tham thì somanasa sa sa tăng đi thi ta samayut tăng asangha angha asangha đi căng lô phá mô la chi tăng, nhưng mà nó sẽ dạy nguyên câu vậy đó sư. Học gì thuộc dễ nhớ chứ học gì học theo này thuộc lòng khó. Ý Hoa nói là tách ra từng tâm á thưa sư, còn này là sư đi theo cặp. Dạ thưa sư, con xin được bắt đầu ạ. Đã Nam mô Bụt tha giá, Nam mô Tham ma giá, Nam mô Sang kha giá. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi Tam bảo, con kính đảnh lễ sư Tinh Tuệ, con kính đảnh lễ quý sư quý cô tu nữ. Dạ kính chào các anh chị trong lớp học. Đã đến giờ lễ bái Tam bảo, kính xin tất cả các mic cùng trang nghiêm thân khẩu ý hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu Hồng Mai thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Nam mô Bụt tha giá, Nam mô Tham ma giá, Nam mô Sang kha giá. Con xin kính đảnh lễ sư Tinh Tuệ, kính lễ các quý sư và quý cô tu nữ. Kính chào quý học viên trong lớp. Hôm nay con thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sắc ghê ca nê cha ru pê ghi ri si ca ra ta tê chan ta li khê vi ma nê i pê ra thê cha ga mê ta ru wa na ga ha nê ghê ha wa thum ni khê tê cùm ma cha yam tu đê wa cha la tha la vi sa mê ya ca gan thát ba na ga ti thân ta san ti kê yang mu ni wa ga wa cha năng sa tha vô mê su nam tu tham ma sa wa na ca lo a yam pa đàn ta tham ma sa wa na ca lo a yam pa đàn ta tham ma sa wa na ca lo a yam pa đàn ta nam mô tassa bhagavato Arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato Arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato Arahato samma sambuddhassa Buddham saranam gacchami Dhammam saranam gacchami Sangkhang saranang gacchami Dutiyam ti buddhang saranang gacchami Dutiyam ti dhammang saranang gacchami Dutiyam ti sangkhang saranang gacchami Tatiyam ti buddhang saranang gacchami Tatiyam ti dhammang saranang gacchami Tatiyam ti sangkhang saranam gacchami Iti piso bhagava arahang samma sambuddho Vicca charana sampanno sugato lokavidu Anuttaro purisa dhammasa Ratisattha deva manussanam buddho bhagava Tinatti me saranam anyam Buddho me saranam varam etena sancha vacchena hotu me jaya mangalam uttamam gena vandeham padabamsam varuttamam buddheyo kalito doso buddho kamatutang mamam Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pachyattang Veditappo Vinyuhi Tinatti me saranam anyam Dhammo me saranam varam Etena sancha vacchena hotu me jaya mangalam Uttamang ghe na vam đề hăng Thầm mạnh cha đuôi thăng hoa răng Thầm mê yô khá lý tô đô sô thầm mô Cà mạ tu tăng mà măng
Uccupatipanno Bhagavato Savaka Sangho Uccupatipanno Bhagavato Savaka Sangho Nyayapatipanno Bhagavato Savaka Sangho Samicipatipanno Bhagavato Savaka Sangho Yadidang Chattari Purisa Yugani At Hapurisa Pukgala Esa Bhagavato Savaka Sangho Ahunayyo Pahunayyo Dakkinayyo Anjalikaraniyo Anuttarang Punya Ketang Lokasa Tinatine Saranang Anyang Sangho Me Saranang Warang Ete na sanjawat je na hotume jaya mangalang utamange na wandehang sangkhang jadui thotamang sangkeyo kalito doso sangko kamatutang mamang wandami je ti yang sap bang sap Bhathane supatititang saririkathatu mahabhutin Buddha rupang sakalang sada Sambuddha athavi sancha dvada sancha sahas Sake sancha sata sahasa minamami sirasa ahang Te sang tham manh cha sang khanh cha adave na namami hang namakara nupave na hantwa sabde upadave aneka antavaya pivinas santu ase sato sambutte pancha panya sancha chatuvi sati sahas sakeda sasata sahas Sani namami sirasa ahang Te sang tham manh cha sang khanh cha adare na namami hang Namakara nupave na hantwa sabde upadave Aneka antaraya divinasam duase sato Sambute na buddhasate attachat Tali sasahasake Visati satasahasa Ninamami sirasa Ahang te sang Thammain cha sang khain cha adare Nanamami hang Namakara nupave Nahantwa sabde upadave Aneka antaraya Divinasam tuase Sato Sabde purati maya disaya satta avera sukhi hontu sabde purati maya anudisaya satta avera sukhi hontu sabde dakkinaya disaya satta avera sukhi hontu sabde dakkinaya anudisaya satta Avera sukhi hontu sabde tat chimaya disaya satta Avera sukhi hontu sabde tat chimaya anudisaya satta Avera sukhi hontu sabde tat chimaya anudisaya satta Avera sukhi hontu sabde uttaraya disaya satta Avera sukhi hontu sabde uttaraya anudisaya satta Avera sukhi hontu sabde uparimaya disaya satta Avera sukhi hontu sabde hettimaya disaya satta Avera sukhi hontu sabde satta Avera hontu sukhita hontu niddukha hontu abhyapaccha hontu aniga hontu diga yuka hontu aroga hontu sampatti samicchantu sukhi atanam pariharantu dukkha patta janiddukha payapatta janipaya sokkha patta
ta chân ni so ca hon tu sap te pi pa ni no a ta sat tha cha pum ma tha de wa na ga na hi thi ka pun nyang no anu mo dan tu chi rang rak kham tu sa sa na Akasattha ca pummattha devanaga mahetika punyang no anumodantu chiraṁ rakkhantu no garu Akasattha ca pummattha devanaga mahetika punyang no anumodantu chiraṁ rakkhantu nyatayo Akasattha ca pummattha deva naga mahittika punyam no anumodantu chiraṁ rakkhantu panino Akasattha ca pummattha deva naga mahittika punyam no anumodantu chiraṁ rakkhantu no sadā Idang watano punyang asawa kaya wahang Otu anagate kale Sathu, sathu Sathu, sathu Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay. Dạ, kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Dạ, con dâng mic đến sư ạ. Nam mô Phật Thầy giả, Nam mô Tham Ma giả, Nam mô Sang Khai giả. Xin chào lớp. Giờ hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài con học. Con kính lễ sư ạ. Rồi, bài học phần tâm tham. Thì hôm trước trong phần tâm tham này mình có 11 phần. Số 1 là định nghĩa, số 2 là nhân sinh tâm tham, số 3 là 8 tâm tham là phần bài học. Thứ tư là ba khía cạnh của tâm tham. Thứ năm là tâm tham phối hợp với tâm sở. Thứ sáu là tâm tham tương ưng nhân. Thứ bảy là tâm tham nương môn. Thứ tám là tâm tham nương vật. Thứ chín là tâm tham biết cảnh. Thứ mười là tâm tham sinh ở hạng người. Mười một là tâm tham sinh ở các cõi. Thì hôm trước là mình đang học phần tâm tham phối hợp với tâm sở. Sư sẽ nhắc lại phần đó rồi lớp tập tính cái phần này để cho quen. Ủa các tử mình có thấy màn hình chi vậy? Dạ thấy rồi sư ạ. Có thấy thôi sư. Thì tám tâm tham, khi mình nói đến tám tâm tham phối hợp với tâm sở thì mình để ý đến hai nhóm tâm sở, tức là 13 tâm sở tợ tha với lại 14 tâm sở bất thiện. 13 tâm sở tợ tha này thì nó chắc chắn sẽ phối hợp được với tám tâm tham. Ở trong trường hợp nào nó thọ xả thì mình bỏ cái hỷ này ra thì nó còn lại 12. Đó là đối với tâm sở tợ tha. Riêng đối với 14 tâm sở bất thiện á, thì vì ở đây là tâm tham cho nên tâm sở mà không thể phối hợp được với tâm tham, đó là chắc chắn đó là 4 sân phần. Cho nên bỏ sân phần này ra, bốn tâm sở sân phần này ra. Thứ hai nữa đó là vì là tâm tham cho nên nó không thể nào có hoài nghi, cho nên mình bỏ thêm tâm sở hoài nghi nữa. Thì ở đây 14 mà mình bỏ ra 5 rồi thì nó chỉ còn lại đó là 9. Đây là 9. Trong 9 tâm sở này thì si hoài nghi là chắc chắn, bốn tâm sở si phần là chắc chắn có trong tám tâm tham vì nó là tâm sở bất thiện biến thành. Riêng tham tà kiến ngã mạn, tham thì chắc chắn có.
Tà kiến thì ở trong tâm sở học tà thì có, chắc chắn. Ở trong tâm sở ly tà đó thì đôi khi có ngã mạn, đôi khi không có ngã mạn. À, cho nên trường hợp ngã mạn nó là bất định. Hai tâm sở hôn phần á, nó chỉ có trong tâm tham, tâm tham hữu trợ, và nó cũng bất định khi có khi không. Nhưng mà khi mà nó có thì nó có cả hai, tức là cả hôn trầm và thủy mi. Yeah. Thì đó là phần nói tổng quát về tâm phối hợp với tâm sở. Bây giờ tổng quát là như vậy, nhưng bây giờ chúng ta nói, tức là tổng quát thì nó có 13 tâm sở tờ tha, 9 tâm sở bất thiện biến hành. Yeah. Thì bây giờ mình sẽ tính lại từng từng tâm tham để xem coi nó có bao nhiêu tâm sở phối hợp. Giờ hôm trước mình có tính sơ rồi, nhưng mà nó cũng chưa có tấm, cũng chưa có hết, cho nên bữa nay mình tính lại. Sẽ coi cái sao vậy. Rồi bây giờ lớp tính lại phần phần âm sở này mình sư đi. Rồi tâm tham phối hợp với tâm sở thì ở đây là 8 tâm tham. Sao nằm ở trang này ta? Rồi bây giờ ai tính năm tham thứ nhất? Ngày đầu tiên tính năm tham thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Ai tính được chưa tay lên đi, hoặc là lên tiếng tính cũng được. Lớp có mấy người bữa nay? 17 người. Ai tính được giơ tay lên tính thử. Dạ xin mời đạo hữu Phùng Điệp ạ. Dạ dạ thưa sư, con xin tính cái tâm tham thứ nhất, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, thì có là 19 tâm sở phối hợp, đó là 13 tâm sở tợ tha cộng với 4 si phần cộng với tâm sở tham và tâm sở tà kiến, thì như vậy là 13 cộng 4 là 17, 2 nên là 19. Dạ thưa sư, đó là tâm tham thọ hỷ, tâm tham 1 đó sư. Dạ là 19 sở hữu tâm, tâm tham thọ hỷ hợp tà, hợp tà vô trợ, vô trợ. Dạ. Rồi. Dạ. 4 si phần với tham và tà kiến thì ra là 19. Dạ thưa sư đúng. Dạ. À, con cảm ơn sư. Rồi. Dạ xin mời đạo hữu Hồng Mai ạ. Thứ hai tâm tham thọ hữu hợp tà hữu trợ thì gồm có 5 nước hợp tà kiến sở hữu mở vô phần, thì gồm có 13 sở hữu tà tha cộng 4 si phần cộng tham cộng tà kiến cộng hôn phần bằng 21, còn nếu bỏ hôn phần ra thì còn 19 sở hữu đó. Tức là cố định là 19. Còn nếu mà thêm 2 hôn phần thì là 21 thì mình. Dạ sao con xin xin mấy cả xin nhận cho vị kế tiếp. Dạ xin mời đạo hữu Ngọc Trân ạ. Dạ thưa sư, con xin làm tâm tham, con thưa tính là tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ là 13 tâm sở tợ tha cộng với 4 si phần cộng với tham. Ly tà thì bỏ, thì có ngã mạn, nên là nó là 13 cộng 4 cộng tham với ngã mạn là 19.
19 cố định hay là có thay đổi? 19 cố định, khi mà không có ngã mạng thì là 18 thôi. Vậy là chỉ có 18 là cố định thôi. Còn dạ, khi nào có ngã mạng thì mới là 19. 18 hoặc là 19. À, cho nên cái đó là mình nói, phải nói là tại nó ly tà là không phải lúc nào cũng có ngã mạng. Ví dụ như là trong lúc mình ăn thức ăn mà mình thích, ăn ngon mình thích, thì đó là tâm tham thọ hỷ. Nó ly tà nhưng mà nó không có ngã mạn. Dạ. À, nó không có ngã mạn. Dạ. Rồi mời người tiếp theo. Dạ xin mời ạ. Thưa sư, con làm tâm tham thứ tư. Tâm tham thọ hỷ ly tà hỗ trợ thì phối hợp được 13 tâm sở tự tha và 4 tâm sở bất thiện đứng hành là 17, cộng với tham là 18 là nhất định. Nếu có thêm ngã mạn đó là 19, còn nếu có tham và ngã mạn đó là 20 bất định. Nếu mà bất định là 19 có thêm ngã mạn, nếu mà tham và ngã mạn cũng là thêm tham bị chung với ngã mạn là 20. Còn cái này là hỗ trợ nên có thể có hơn 2 hôn phần thì là 21. Dạ. Câu nói lại coi. Sao? Tham, thọ hỷ, cố định đây. Cố định là bao nhiêu? Là 18. 18 là 13 tâm sở tự tha và 4 tâm sở bất thiện biến hành, và tâm tham là nhất định đó là 18. Còn nếu mà có thêm cả mạng nữa, nếu mà là 20. 19, nếu có thêm ngã mạng là 19. Còn này là hỗ trợ, nó có thể có 2 hôn phần là 21 rồi đi đủ. Nếu mà có vừa có 2, vừa có ngã mạng mà vừa 2 hôn phần luôn thì là 21 là bất định thưa sư. Tức là ở đó mình có mấy đáp án? Dạ là 4. Có thể là có 18. Cái gì? Là 18 là nhất định. Ừ. Rồi 19 thì có thể đi thêm chung, đi chung với ngã mạng là 19. Ừ. Còn nếu mà không tâm tham mà đi với 2 hôn phần bất định thì là 20. Mà nếu đi đầy đủ là vừa tham ngã mạng và 2 hôn phần đó là 21 thưa sư. À, là 18, 19, 20, 21. Dạ. Rồi. Mời người tiếp theo. Dạ, con làm tâm tham thứ năm ạ, là à. Tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. Thì trong 13 tâm sở tợ tha thì vì nó là thọ xả do đó trừ hỷ, còn 12 tâm sở tợ tha. Trong 14 tâm sở bất thiện biến hành thì trừ sân phần 4 với trừ hoài nghi 5 thì còn 9. Thì trong 9 đó thì mình lấy 4 si phần là bất thiện biến hành, vì nó là tham nên mình lấy tham. Vì nó là hợp tà, do đó mình lấy tà kiến. Như vậy là nó có 18 tâm sở phối hợp, gồm 12 tâm sở tợ tha trừ hỷ, 4 si phần, 1 tham và 1 tà kiến ạ. Dạ, là tâm sở, tâm tham thứ 5. Rồi. Có ai tiếp theo? Tâm tham thứ 6. Có ai mấy Phật tử cũ mình làm luôn đi, nếu mà mấy người Phật tử mới thì chưa theo kịp, còn nếu theo kịp thì giơ tay lên. Mà học quý vị pháp mà các Phật tử mình không theo kịp được cái phần tâm sở mà phối hợp với tâm là chúng ta sẽ không nắm được tốt bài, tại đến phần các phần sau nó đều có liên quan như vậy. Nên là chúng ta phải nghe qua nghe lại lý do tại sao mà nó có, lý do tại sao nó không có, rồi tự đặt cái thí dụ để cho mình hiểu nhờ đó mình nhớ. Rồi ai sửa thêm tâm sở thứ 6 đi. Dạ mời Đào Hữu Hồng Mai ạ. Dạ con xin sửa câu thứ 6 là tâm tham thọ xã hợp tà hữu trợ. Thì gồm có 12 sở hữu tờ tha thì cộng 4 si phần cộng tham cộng tà kiến cộng 2 hôn phần thì bằng 20.
Nếu mà bỏ hai môn phần á thì còn lại là 18 sở hữu. Như vậy là bao nhiêu? Cố định là bao nhiêu? Cố định 2 môn, còn nếu mà bỏ hai môn phần á thì còn lại là 18 à. Ừ. Vậy là cố định nó chỉ có 18 thôi. Dạ. À. 18 không? 18 dạ. Hoặc là 20. Dạ thì rồi. 20 thì bỏ hai môn phần thì là 18 sở hữu à sư sư. Dạ con xin xuống mấy cả xin nhường cho vị kế tiếp ạ. Dạ xin mời đạo hữu Hùng Điệp ạ. Dạ thưa sư, con xin làm tính cái tâm tham thứ bảy. Dạ tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. Tại vì tâm tham là thọ xả thì là trừ đi cái thỉ thì mình còn 12 tợ tha, 12 sở hữu tợ tha cộng với 4 si phần là 16, cộng với tham là 17, cộng với ly tà mà ngã mạn vô trợ, thành ra phải cộng thêm ngã mạn nữa, thành ra là 18. Không phải vô trợ ngã mạn không phần vô trợ nó không phải là ngã mạn mà nó phải ly tà mới nó liên quan tới ngã mạn à. Dạ ly tà, dạ con hiểu rồi. Để mà con làm cho con hiểu á, dạ. Ly tà là liên quan với ngã mạn. Còn hôn phần còn vô trợ là hôn phần hả sư? Dạ, hôn phần trị miên. Vô trợ là không có hôn phần. Dạ vô trợ là không có hôn phần. Dạ rồi con hiểu rồi đó, để con mới làm để con mới hiểu. Như vậy là tâm tham thứ bảy á là mình có 12 sở hữu tự tha cộng với 4 si phần là 16, cộng với tham là 17, cộng với ngã mạn là 18. Dạ thưa sư, con xin có đáp cố án là 18. Là dạ là cố 18 định là bao nhiêu? Cố định nó chỉ có 17. Cố định là 17 thôi dạ. Dạ thưa sư, cố định là 17. Dạ dạ con hiểu rồi. Cố định là 17 thì nó mới là 18. Có ngã mạn là ra 18. Dạ dạ, con cảm ơn sư ạ. Rồi. Dạ thưa sư con xin làm tâm tham thứ 8. Tâm tham thọ xả ly tà hỗ trợ. Vì là thọ xả, do đó tợ tha trừ hỷ thì có 12 tợ tha. Và 4 si phần là bất thiện biến hành là 16. Vì là tâm tham, do đó có tâm sở tham, tổng cộng là 17 cố định, gồm 12 tợ tha, 4 si phần và tâm sở tham là 17 cố định. Vì nó có thể có ngã mạn, do đó cộng thêm một ngã mạn là 18. Rồi nó là hữu trợ, do đó có thể cộng thêm từ cái 17 cộng thêm 2 hôn phần là 19. Hoặc là tính thêm ngã mạn thì nó là 20. Như vậy đối với tâm tham thứ 8, 17 là cố định, 18, 19 và 20 nó có thể có 4 trường hợp ạ. Dạ, đó là tâm rồi. Tham 8. Rồi đó là phần tính về tâm tham phối hợp với tâm sở. À, chúng ta phải tính được hết. Nhưng mà không biết có ở chỗ có biết không biết có lật sách xem không đi nữa. Cho nên là phải tính hiểu ha, tính theo cách mình hiểu mới được. Để tính tâm tại khi mà mình tính được tâm sở phối hợp với tâm á thì lúc đó mình mới hiểu học cái dược pháp. Rồi bây giờ phần tiếp theo đó là tâm tham tương ưng nhân. Thì ở đây mình có 6 nhân tương ưng. Trong đó có nhân tham là lô pha hê tú. Lắp đại xin tí sự chỉnh cái này một tí sẽ để nó
sáu nhân tương ưng, có nhân tham lô phá hệ tú, nhân sân đô xá hệ tú, nhân si mô há hệ tú, nhân vô tham a lô phá hệ tú, nhân vô sân a đô xá hệ tú, nhân vô si a mô há hệ tú. Thì ở đây chúng ta thấy là trong sáu nhân tương ưng này á, nó có ba nhân là thiện, là nhân tham, xin lỗi, ba nhân bất thiện đó là nhân tham, nhân sân và nhân si, và ba nhân thiện đó là nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si. Ba nhân bất thiện thì nó chỉ có mặt trong tâm bất thiện, ba nhân thiện thì nó chỉ có mặt trong tâm thiện. Thì ở đây trong tám tâm tham, chúng ta thấy hồi nãy trong tâm sở mà phối hợp với tâm tham đó, thì chúng ta thấy là bốn tâm sở sân phần, bốn tâm sở sân phần là nó không có mặt trong tám tâm tham. Thì chứng tỏ cái gì mà nó liên quan đến đến sân thì nó sẽ không có trong trong tâm tham. Như vậy thì trong ba nhân bất thiện, nhân tham, nhân sân, nhân si á, thì chắc chắn trong tâm tham thì nó chỉ có hai nhân thôi, đó là nhân tham và nhân si. Nhân tham và nhân si. Và thường cái tâm tham mà nó sân khởi á, chính vì nó có cái nhân si, cho nên khiến con người mình đã thực hiện cái hành động ác mà không biết hối lỗi. Ví dụ như là khi mình thấy một món đồ nào đó của người khác mà mình thích và mình lấy nó, thì khi mình, khi tâm tham nó sân khởi thì tâm si nó cũng hỗ trợ để cho mình thấy là sao, cái nhân si nó cũng hỗ trợ để cho mình thấy là cái việc làm đó nó không có gì mà đáng hổ thẹn, đáng ghê sợ, cái việc làm đó là nó không có tội lỗi gì cả, mình thích mình lấy gì đó thôi. Dạ, yeah. Đó là cái khía cạnh thứ nhất. Cái khía cạnh thứ hai, khi mà tâm tham, ví dụ như là tâm tham mà thấy cảnh sắc đẹp thì nó tâm si nó sẽ che mờ cho mình thấy là sao, đây là bông hoa đẹp, đây là người nam đẹp, người nữ đẹp, mà không cho mình thấy cái đó chỉ là cảnh sắc theo pháp thực tình, thực tình. Và do vậy đó là khi mình thấy cảnh đẹp, thường mình bị tâm tham nó chi phối, làm cho mình bị đau khổ. Yeah. Như vậy trong 8 năm tham, cả 8 trường hợp thọ hỷ hay là thọ sản, hữu trợ hay là vô trợ, hợp trí, hợp tà hay là vô tà, trong tám tâm tham đều có hai nhân hỗ trợ, đó là nhân tham và nhân nhân tham và nhân sân, nhân tham và nhân sân. Thì đó là nói về nhân tương ưng. Cho nên mới nói với các tử nãy, khi mình hiểu được cái phần tâm sở phối hợp với tâm á, là những mình, phần khác là mình dễ nắm bắt hơn. Ví dụ nếu nãy mình hiểu được các tâm sở phối hợp được với tâm, trong tâm tham nó có tâm sở sân, thì đồng nghĩa với là khi mà tâm tham nó tương ứng với nhân á, nó cũng không thể nào tương ứng với nhân sân được, tức là không thể hợp với nhân sân được. Nó giúp mình hiểu bài được nhanh hơn, tốt hơn. Rồi phần số 7 đó là tâm tham. Tâm tham nương môn. Tâm tham nương môn. Môn thì mình có 6 môn. Đó là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Ý môn thì chúng ta thấy ở trong đời sống hàng ngày của mình á, mắt,
khi mà thấy cảnh sắc thì tâm tham có sanh khởi không? Khi mắt thấy cảnh sắc tâm tham có sanh khởi không? Dạ có ạ. Khi mắt thấy cảnh sắc thì tâm tham sanh khởi. Khi tai mà nghe tiếng mà mình vừa lòng mà mình thích thì tâm tham cũng sanh khởi. Khi mũi mà ngửi mùi, mũi mà ngửi mùi thì mùi thơm chẳng hạn thì cũng khiến cho tâm tham sanh khởi. Rồi lưỡi khi mà nếm vị mà mình thích hợp với khẩu vị của mình cũng làm cho tâm tham sanh khởi. Rồi thân khi mà có sự xúc chạm êm ái thì cũng làm cho tâm tham sanh khởi. Rồi ý mà suy nghĩ về cái gì đó mà làm cho mình hài lòng, thích thú thì làm cho tâm tham cũng sanh khởi. Như vậy cho mình thấy là tâm tham á, nó có thể nương ở cả sáu môn. Tùy trường hợp mà nó nương, ví dụ là nếu mà cảnh sắc đang sanh khởi thì lúc giờ nó nương nhãn môn. Nếu mà cảnh thinh thì nó nương nhĩ môn. Tương tự trường hợp tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Tức là trường hợp nào thì tâm tham cũng sanh khởi được. Cho nên đến khi mà các Phật tử mình học với diệu pháp á, mình thấy trong cái cách ngồi thiền của mình á, ví dụ nếu mà mình chấp vào cái ngồi thiền đó là phải nhắm mắt, phải nhắm mắt, thì nếu mà mình nhắm mắt á, thì mình chỉ được cái gì? Là con mắt nó không thấy cảnh sắc thôi. Nhưng mà tâm, ví dụ nếu mà trường hợp tâm tham thì nó vẫn có thể sanh khởi ở trường hợp gì? Nó vẫn sanh khởi ở trường hợp là nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Dạ. Còn nếu mà trường hợp ví dụ như là trường hợp mà mình lấy bông gòn nhét lỗ tai để không có cho nghe âm thanh, ví dụ đang ngồi thiền mà âm thanh chung quanh nó ồn ào quá thì lấy bông gòn để nhét lỗ tai để không có nghe âm thanh đó, để tâm bất thiện nó không có sanh khởi. Thì nếu ngừa được cái mũi, lỗ tai thì nó cũng sanh khởi ở nhãn môn, ở tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Dạ. Với lại khi mình chấp như vậy nó cũng có khả năng mình hiểu sai, đó là sư ví dụ là nếu mà cứ chấp ngồi thiền mà phải nhắm mắt thì như vậy chẳng lẽ cái người mù họ ngồi thiền tốt hơn mình, họ có cái lợi thế hơn mình, họ tu tập tốt hơn mình hay sao? Dạ. Thì tương tự đối với nhĩ môn cũng vậy, nếu mình lấy bông gòn để mình nhét cái lỗ tai thì chẳng lẽ người điếc á, họ lại hành thiền tốt hơn mình hay sao, vì họ không có nghe được. Dạ, nó không phải như vậy. Dạ, không phải như vậy. Mà thường cái chữ thu thúc các căn mà ở trong kinh mình thường gặp đó, cái thu thúc các căn ở đây mà khi mà cảnh sắc đến, cảnh hình đến thì cái người tu tập đó là ghi nhận và hay biết nó. Đó chỉ là cảnh sắc, đó chỉ là âm thanh, đó chỉ là mùi, đó chỉ là vị, đó chỉ là sự xúc chạm, đó chỉ là pháp. Dạ, thì đó là cách thu thúc. Dạ. Như vậy tâm tham thì nó nương cả ở sáu môn. Là cái chữ môn ở đây mình cũng để ý cái chữ môn ở đây nó từ cái chữ Bali, đó là chữ Dwara, tức là cái cửa để đi ra đi vào, cảnh sắc lọt vào rồi tâm nó sanh khởi. Tâm tham nương được cả sáu môn nhưng bất định. Cái bất định ở trong trường hợp này đó là mình nên hiểu, đó là tức là nó vừa nương được cái này vừa nương được cái kia, nó không phải chỉ dù nó không phải là chỉ nương ở cảnh sắc không, ở nhãn môn không, mà khi cảnh sắc sanh khởi thì nó sanh ở lộ nhãn môn, nhưng mà đến khi cảnh thinh sanh khởi thì nó trở lại sanh ở lộ nhĩ môn, ví dụ vậy. Cho nên nói là bất định là như vậy.
Tiếp theo đó là tâm tham nương vật. Vật ở đây thì tự chỉ là quốc thú. Thì ở đây mình có là nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật. Hồi nãy là môn á, là cái cửa để tâm cảnh sắc. Ví dụ như trường hợp cảnh sắc thì cảnh sắc nó lọt vào, rồi tâm tham nương vào nhãn môn để sinh ra, để sinh khởi. Còn vật ở đây đó là chỗ nương, chỗ nương của tâm, để tâm thành chi pháp á, thì nó giống nhau, tức là nó đều là chi pháp của nhãn môn, của nhãn vật đó là đều là năm sắc thần kinh, năm sắc thần kinh. Nhưng mà cái giữa môn và vật á, nó làm công việc khác nhau. Một cái là cái cửa để người ta đi ra đi vô, còn một cái là để nương vào đó rồi sanh khởi. Thì tương tự nó cũng giống như là tâm tham á, vì nó có thể sanh khởi ở nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Cho nên nó cũng có thể nương ở sáu vật, đó là nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật, ý vật. Nó cũng thể nương được ở sáu trường hợp. Nó cũng bất định. Lý do là nó cũng giống như nãy, tức là nó không có nương ở nhãn vật không, mà tùy theo trường hợp nó sẽ nương ở vật nào đó để sanh khởi. Cho nên nó có thể nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân hoặc là ý. Tâm tham biết cảnh. Mình có sáu cảnh. Đó là cảnh sắc Rupa-ramana, cảnh thinh Sattva-ramana, cảnh mùi hay là cảnh vị cảnh khí Gandha-ramana, cảnh vị Rasa-ramana, cảnh xúc Kottapa-ramana, cảnh pháp đó là Dhamma-ramana. Cảnh sắc tức là cái gì mà mình nhìn thấy, cái gì mà mình nhìn thấy thì cái đó được gọi là cảnh sắc, cái đó được gọi là cảnh sắc. Còn cảnh thinh tức là cái gì mà mình nghe được, cái gì mà mình nghe được cái âm. Còn cảnh mùi, cái gì mà mình có thể ngửi được. Cảnh vị, cái gì mà mình có thể nếm được. Cảnh xúc thuộc về xúc chạm. Và cảnh pháp đó là liên quan đến các vấn đề mình suy nghĩ, nhớ lại, thì gọi là cảnh pháp. Thì giống như nói lúc nãy, cảnh sắc á, khi mà nó sanh khởi thông qua lộ, khi mà nó nương ở thông qua lộ nhãn môn, thông qua lộ nhãn môn, thì tâm tham nó sanh khởi ở trong trường hợp đó. Tâm tham sanh khởi trong trường hợp đó. Nếu mà cảnh sắc đẹp, cảnh sắc vừa lòng, ở đây vì mình đang học về tâm tham, cho nên mình không đề cập trường hợp mà cảnh sắc xấu được. Thì cảnh sắc xấu thì nó là tâm sân mất. Cho nên ở đây đề cập hai trường hợp xảy ra để tâm tham có thể xảy ra ở đây, đó là một đó là cảnh sắc đẹp, hai đó là cảnh sắc vừa lòng thì khiến tâm tham sân khởi. Cảnh sắc đẹp là nhanh có được từ cái quả thiền, còn cảnh sắc vừa lòng á thì có thể nhân có được từ cái quả thiền nhưng mà cũng có thể là bậc thiền. Tương tự với cảnh thinh, cảnh thinh khi mà nó sanh khởi á thì tầm cảnh thinh mà hay, cảnh thinh vừa lòng thì tâm tham nó cũng sanh khởi, tức là âm thanh, ví dụ âm thanh
một nhạc sĩ nào đó mà mình thích chẳng hạn, thì khi nghe nó tâm tham nó cũng dễ sanh khởi. Cảnh mùi đó là như là mùi thơm chẳng hạn, thì khi mà sanh khởi thì khi mà có mùi thơm thì tâm tham nó dễ sanh khởi. Rồi thứ tư đó là cảnh vị, tức là khi mình ăn, mình nếm một cái loại thức ăn nào đó như là chua, ngọt, mặn chẳng hạn, và mình cảm thấy thích thú vì mình hợp với cái vị đó, thì lúc bây giờ tâm tham cũng sanh khởi do có cảnh vị. Rồi cảnh xúc, tức là sự xúc chạm. Ví dụ như là trong lúc trời đang nắng nóng, mình đi vào ở trong phòng có máy lạnh chẳng hạn, làm cho cái cơ thể được mát mẻ, thì lúc đó tâm tham nó cũng dễ sanh khởi. Thì đó là tâm tham sanh khởi do cảnh xúc. Cảnh pháp thì ví dụ như là suy nghĩ lại những gì, những thành tựu mà mình đã được, đạt được, và mình dính mắc với cái kết quả đó, thì tâm tham nó cũng sanh khởi. Như vậy cả 6 trường hợp, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh mùi, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, khi mà nó sanh khởi thì tâm tham đều có khả năng biết được cả 6 loại cảnh này. Biết được 6 loại cảnh này. Thì đó là liên quan đến cảnh. Bất định thì cũng giống như nãy. Rồi tâm tham sinh ở hạng người, thì ở đây trước tiên là mình xem là ở trong vi diệu pháp là mình có đến 12 hạng người. Người ở trong vi diệu pháp không phải tính theo người theo chế định của mình trong đời sống hàng ngày, mà tính theo tâm tục sinh, tính theo tâm đã đoạn trừ phiền não. Người thứ nhất là gọi là người khổ. Người khổ ở đây chỉ cho 4 hạng chúng sanh, đó là chúng sanh địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh và một số loài Atula ở cõi khổ. Hạng người này thì tục sinh bằng tâm quản, tâm quan sát thọ sản quả bất thiện. Đó là người khổ. Còn người lạc vô nhân ở đây đó là hạng người mà sinh ra là bị khuyết điểm một cái thành phần nào đó của cơ thể. Thí dụ như là vừa sinh ra là bị điếc, sinh ra bị mù, sinh ra bị liệt một cái chân, một cái tay chẳng hạn. Cái người lạc vô nhân này đó là quả của thiền nghiệp, nhưng mà nó thiếu về mặt tâm tư. Người này được tục sinh bằng tâm quả thọ sản, tâm quan sát thọ sản quả thiền vô nhân. Sau này thì mình học các loại tâm đó. Thứ ba đó là người nhị nhân. Người nhị nhân, người nhị nhân tức là người này chỉ có 2 loại nhân tương ưng, đó là nhân tham và nhân sân, nhân vô tham và nhân vô sân. Nhân vô tham và nhân vô sân. Người nhị nhân này được tục sinh bằng 4 tâm đại quả. Bốn tâm đại quả mà ly trí. Bốn tâm đại quả ly trí, tức là 2 tâm đại quả thọ hỷ ly trí và 2 tâm đại quả thọ sản ly trí.
Rồi tiếp theo đó là người tâm nhân. Người tâm nhân thì được tục sinh bằng bốn tâm đại quả hợp trí. Bốn tâm đại quả hợp trí. Cái phần này đến khi mình học các tâm dục giới, tâm thiện, tâm quả thì mình sẽ học. Nhưng mà bây giờ nói sơ về để cho anh biết, anh mình tìm hiểu về người. Rồi người sơ đạo, tức là chỉ cho bậc thánh tu đầu quần đạo đã đoàn từ được ba hạ phần kiến sử, đó là thân kiến, hoài nghi và giới công thủ. Người nhị đạo thì cũng chỉ cho bậc thánh thứ hai đã đoàn để làm giảm nhẹ dục ái và sân. Người tam đạo chỉ cho bậc thánh thứ ba đã đoàn trừ hoàn toàn năm phần kiết sử. Người tứ đạo là chỉ cho bậc thánh thứ tư đó là đoàn trừ 10 phần kiết sử. Rồi ở đây tức là sao người đạo đó là người sơ quả, người nhị quả, người tam quả, người tứ quả. Như vậy thì người nhị đạo ở đây nó chỉ cho chỉ là sát na đạo. Người sơ đạo ở đây nó chỉ là sát na sơ đạo, người nhị đạo chỉ là sát na nhị đạo, người tam đạo chỉ cho sát na tam đạo, người tứ đạo chỉ cho sát na tứ đạo. Thì khi chứng đắc được các thí dụ như là khi chứng đắc được sơ đạo rồi, sau cái tâm sơ đạo đó là tâm sơ quả, tâm sơ quả thì suốt thời gian còn lại của người đó, ví dụ như là bà đại tín đức Visakha nghe pháp lần đầu tiên chứng đắc được đạo quả tu đà hoàn, thì muốn chứng được đạo quả tu đà hoàn đó trước tiên đó là phải có tâm tâm đạo, cái tâm đạo thứ nhất, tâm đạo thứ nhất. Rồi suốt thời gian còn lại của bà thì bà là người sơ đạo, là người sơ đạo. Rồi tương tự khi mà chứng được nhị đạo xong thì sau sắc na là nhị đạo, đó là sắc na nhị quả, và thời gian còn lại của người đó được xem là người nhị quả, và tương tự với người tam quả và người tứ quả. Và đó là 12 hạng người mà mình tính theo tâm và phiền não đã được đoạn trừ. Bây giờ mình xem cái tâm tham có mặt ở trong hạng người nào. Muốn biết tâm tham ở trong có mặt ở trong một người nào á, thì chúng ta phải xem qua 10 điều kiết sử, rồi từ đó chúng ta mới tính được, nó mới dễ. Thì ở đây 10 điều kiết sử mình có gì? Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái, sân hận, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh. Rồi mình tìm coi thân kiến là tâm sở nào. Tâm sở nào và tâm sở đó nó có mặt trong tâm nào. Thì ở đây trước tiên là thân kiến. Thân kiến là sự chấp sai. Như vậy thân kiến sự chấp sai thì nó thuộc tâm sở nào? Tâm xã nào mà có chữ sắp sai, hiểu biết sai? Tâm xã nào? Sơ tâm xã tham hoặc tà kiến. Tâm xã tà kiến. Thì tâm xã tà kiến này nó có mặt trong tâm tham hoặc tà. Đó là một. Thứ hai đó là tâm xã hoài nghi. Thứ hai là hoài nghi. Hoài nghi thì nó chỉ, nó là tâm xã hoài nghi. Hôm trước mình có học rồi, cái tâm xã hoài nghi này. Thứ ba đó là giới cấp cấm thủ. Giới cấm cái hoài nghi thì nãy mình loại bỏ rồi. Ở trong phần phối hợp nãy tâm sở hoài nghi mình cũng loại bỏ rồi. Cho nên ở trong phần này mình không cần tính cũng được, liên quan đến tâm tham mình không cần tính nó cũng được. Giới cấm thủ. Giới cấm thủ tức là chấp vào những hình thức tu tập sai lầm, như là khổ hạnh ép sát chẳng hạn. Như vậy giới cấm thủ này nó cũng liên quan đến sự hiểu biết sai và chấp vào đó. Cho nên nó cũng thuộc lại gì? Nó thuộc tâm sở gì? Tạc kiến. Nó cũng thuộc tâm sở tạc kiến. Cho nên nó cũng có mặt trong tâm, là nó có mặt trong tâm tham.
rồi sân hận thì nó thuộc tâm sở sân rồi, cho nên nhưng mà tâm sở sân thì mình khỏi cần tính ở trong trường hợp này. Giờ ái sắc, ái sắc ở đây đó là nó thuộc về dục ái tâm tâm ha thâu quá tình hà, tức là dính mắc đối với cảnh giới mà tái sanh thì nó cũng là cảnh sắc cõi sắc giới, cho nên là nó cũng là tham. Rồi ái vô sắc nó là tâm mà dính mắc với cảnh giới mà vô sắc thì nó cũng thuộc là tham. Rồi ngã mạn hồi nãy nó nằm trong ba tâm sở tham phần nè, cho nên nó cũng thuộc là tham, nó cũng có mặt trong tâm tham. Phóng dật thì nó nằm trong là tâm si phóng dật. Phóng dật nó nằm trong bốn tâm sở si phần, tức là có si vô tàm vô quý phóng dật. Vô minh ở đây nó là tâm sở si, chi pháp của nó là tâm sở si. Thì bây giờ mình xem coi, bây giờ mình có bao nhiêu là tâm tham ở trong trường hợp này nè. Một là thân kiến nè, hai là giới cấm thủ nè, ba là dục ái nè, bốn là sáu là ái sắc nè, bảy là ái vô sắc nè, tám là ngã mạn nè, làm có ít nhất là sáu ký sử mà thuộc về tham. Rồi bây giờ mình xét coi trong 10 ký sử này, xem coi người phàm phu thì không thể đoạn từ được rồi, tức là người khổ, người lạc, vô nhân, người dị nhân, người tam nhân thì chắc chắn có đủ các loại tâm tham. Cho nên bốn hàng người đó thì mình không cần phải xét nữa, mà mình xét bắt đầu từ bậc thánh sơ đạo. Bây giờ bậc thánh sơ đạo đó là đoạn từ được thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Như vậy thì nhưng mà dục ái, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn thì vẫn còn. Thì hễ bậc thánh sơ đạo còn thì bậc thánh sơ quả cũng vẫn còn. Như vậy thì bậc thánh trong thân kiến và giới cấm thủ á, khi mà nó có mặt thì nó có mặt trong bốn tâm tham hợp tà. Như vậy nếu mà bậc thánh sơ đạo sơ quả đoạn trừ được hai ký sử này thì chứng tỏ là bậc thánh sơ đạo đó là đã đoạn trừ được hai tâm sở, bốn tâm tham hợp tà. Bây giờ nếu mà bậc thánh thấp nhất á, là đoạn trừ được bốn tâm tham học tà rồi thì ba bậc thánh còn lại chỉ còn công việc đó là đoạn trừ bốn tâm tham ly tạng. Bây giờ mình xem coi dục ái thì sao. Dục ái bậc thánh sơ quả thì làm giảm nhẹ dục ái và sân hận. Như vậy thì bậc thánh sơ quả nhị quả là vẫn còn, nhị đạo nhị quả vẫn còn, chỉ làm giảm nhẹ thôi. Cho nên bốn tâm tham ly tà vẫn còn trong bậc thánh nhị quả. Bây giờ bậc thánh tam đạo tam quả. Giờ tam đạo tam quả thì đoạn trừ hẳn dục ái và sân hận, cho nên dục ái không có ở bậc thánh tam quả, tức là không sanh khởi ở trong bốn tâm tham ly tà được nữa. Tâm tham ly tà thì vẫn còn nhưng mà dục ái không có. Ái sắc, ái vô sắc thì vẫn còn, vì bậc thánh Anaham, bậc thánh tam đạo tam quả, nếu mà không có chứng được thiền thì vẫn có thể sanh về cõi thiền, ít thấp nhất là cõi sơ thiền, tức là cõi thiền sắc giới đầu tiên. Cho nên tâm vẫn còn dính mắc với cảnh giới tái sanh này,
là sắc giới hoặc là vô sắc giới, ngã mạn cũng vẫn còn. Dạ. Cho đến bậc thánh A La Hán, tức là thánh tứ đạo tứ quả, thì mới đoạn trừ được cả ái sắc, ái vô sắc và ngã mạn, tức là bốn tâm tham ly tà mà sanh khởi. Có ba trường hợp này, có ba trường hợp này sanh khởi chỉ khi nào là bậc thánh A La Hán thôi. Như vậy cho mình thấy đó là khi mình tìm hiểu về các ký sử này đó, thì cho mình thấy là tâm tham mà hợp tà chỉ có mặt ở mấy hàng người. Tâm tham hợp tà có mặt ở mấy hàng người. Dạ, một hạng người là sơ đạo sơ quả. À, tâm... Còn bốn tâm tham ly tà mới có mặt ở bên cạnh bốn hàng người vừa kể, còn có mặt thêm ở người người đạo, người quả, bốn người, ba người đạo, ba người đạo và ba người quả. Bây giờ đạo, cái chữ đạo nó chỉ có một sắc na tâm thôi, mình có thể bỏ cũng được, còn muốn kể thì cũng được. Tức là mình, tại người đạo thì nó chỉ có một sắc na thôi, cho nên mình bỏ qua nó luôn cũng được. Thì nếu mình bỏ qua thì mình sẽ lấy như thế này, tức là bốn tâm tham hợp tà sinh ở bốn hạng người phàm, đó là người khổ, người lạc phu nhân, người vị nhân và tăng nhân. Bốn tâm tham ly tà sinh ở bảy hạng người, trong đó là có bốn hạng người phàm và ba quả hữu học. Đương nhiên khi người ta nói ba quả hữu học thì mình cũng hiểu là gì, ba cái đạo mà thuộc về về hữu học đó cũng có tâm tham ly tà. Thì nói là 12 nhưng mà thực chất là mình chỉ có 8. Cái kia nó chỉ có một sát na. Thì đó là liên quan đến tâm tham mà phối hợp với tâm tham có mặt ở các hạng người. Rồi 11 đó là tâm tham sinh khởi ở các cõi. Ở đây thì mình có 31 cõi. Trong 31 cõi đó mình có 11 cõi dục giới. Trong 11 cõi dục giới này thì mình có 4 cõi khổ, đó là địa ngục, bạc sanh, ngạ quỷ và A-tu-la. Và bảy cõi vui dục giới đó là nhân loại, tứ đại thiên vương, đau lợi, dạ ma, đau xúc, hóa lạc và tha hóa tự tại. Ở cõi sắc giới thì mình có 16 cõi, trong đó mình có 3 cõi sơ thiền, 3 cõi nhị thiền và 3 cõi tam thiền. Rồi 7 cõi tứ thiền, 7 cõi tứ thiền và 4 cõi thiền vô sắc. 4 cõi thiền vô sắc. Thì cõi 3 cõi sơ thiền ở đây đó là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên. 3 cõi nhị thiền ở đây đó là thiểu tam quang thiên, vô lượng quang thiên, quang âm thiên. 3 cõi tâm thiền ở đây nó là thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên. 7 cõi tứ thiền ở đây đó là quảng quả thiên, vô tưởng thiên, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiền kiến thiên, thiền hiện thiên, sắc cú cánh thiên. Còn 4 cõi vô sắc ở đây đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Bây giờ chúng ta xem coi 8 tâm tham. Sư nói chậm chậm đi, một số bạn mới không hiểu sư.
Bây giờ chúng ta xem coi trong tám tâm tham này đó, nó có thể có mặt ở cõi nào. Ta xem thử. Trước tiên là liên quan đến bốn cõi khổ. Bốn cõi khổ thì chắc chắn có tâm ham rồi. Chúng sanh ở cõi khổ chắc chắn có tâm ham. Tại ở chúng sanh ở cõi đó toàn là sống với tâm bất thiện, cho nên chắc chắn là có tâm tham. Bây giờ bảy cõi vui dục giới, trong đó có cõi người và cõi thao hóa tự tại cho đến cõi thao hóa tự tại. Trong bảy cõi này vì đây là cõi hưởng thụ, nhất là với cõi chư thiên. Thì tâm tham vẫn sanh khởi bình thường nếu là chư thiên ở các cõi đó là người phàm phu, còn các bậc thánh thì nó giảm theo tương tự giống nói lúc nãy. Giờ ở cõi thiền, ví dụ như nếu mà người chứng đắc được sơ thiền, chứng đắc được sơ thiền thì có được năm thiền chi, đó là tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Năm thiền chi đó thì nó tạm là áp chế được một số phiền não không cho sanh khởi. Đó là gì? Ví dụ tầm áp chế được gì? Tầm là hướng tâm đến cảnh. Tầm tứ hỷ lạc định, còn cái kia thì là gì? dục cái, xong sân độc cái, trạo hối cái, hoài nghi cái và hôn thùy cái. Tầm thì tức là tầm là hướng tâm đến cảnh, đó là đoạn trừ được hôn thùy cái. Còn tứ thì bám sát đối tượng, cho nên đoạn trừ được hoài nghi cái. Rồi hỷ thì đoạn trừ được sân độc cái, lạc thì đoạn trừ được trạo hôi cái, rồi định thì đoạn trừ được dục cái. Thì cái đó là áp chế tạm thời thôi, nhưng mà ở trong các chi thiền đó chúng ta thấy là nó không có đoạn trừ được tà kiến, cho nên tâm tham mà có tà kiến vẫn có khả năng sanh khởi. Việc hưởng thụ dục lạc đối với các cõi phàm thiên á, nó không có giống như là các cõi chư thiên, không phải giống như là các cõi chư thiên. Nhưng mà những tâm tham mà vi tế, những tâm tham hợp tà, tâm tham ngã mạn vẫn sanh khởi bình thường. Ngoài trừ ở năm cõi tịnh cư, tức là ở trong tứ thiền đó có năm cõi tịnh cư, đó là cõi của bậc thánh A La Hàm. Thì tâm tham mà hợp tà nó không có điều kiện sanh khởi ở đây. Tâm tham sanh khởi không có điều kiện ở đây. Còn các cõi thiền còn lại, ngoài trừ nếu mà là người phạm, trừ cõi vô tưởng ha, vô tưởng thiên, tại cõi này không có tâm cho nên tâm tham không sanh khởi được. Còn các cõi thiền còn lại thì tâm tham vẫn sanh khởi bình thường nếu người chứng đắc thiền đó còn phàm phu. Còn nếu mà là bậc thánh thì đoạn từ giống như phần tính ở 10 điều kiến sự. Bốn cõi vô sắc thì tâm tham vẫn sanh khởi bình thường, tại vì ở cõi vô sắc thì vẫn có tà kiến. Vẫn có tà kiến, vẫn có tâm tham dính mắc,
với cảnh giới tái sanh. Dạ, cho nên tâm tham vẫn có mặt ở ở bốn cõi vô sắc, cõi chỉ trừ cõi vô tưởng. À, đó là nói tổng quát. Cõi vô tưởng. Còn nếu mà mình chia làm hai, thì bốn tâm tham hợp tà, thì chỉ có mặt ở bây giờ năm cõi tình cư quý sáu, ở 25 cõi hữu tâm. Bốn tâm tham hợp tà có mặt ở 25 cõi hữu tâm. Mình bỏ cõi vô tưởng với năm cõi tình cư, vì năm 30 cõi trừ cõi vô tưởng. Dạ, yeah, đó là phần tính cõi. 25 cõi hữu tưởng, bốn tâm tham đi tà thì sinh ở 30 cõi hữu tâm. Ly tà là 5 cõi tình cư. Hả? Nhưng mà ly tà có 5 cõi tình cư, sẽ lấy 25 ra rồi. Hợp tà. Ê, con nói là tổng quát 25. Ly tà là 30 cõi trừ vô tưởng. Ly tà là 30 cõi trừ vô tưởng á. 5 cõi, ly tà có 5 cõi tình cư. Ly tà mà, hay là tổng quát 30 cõi. Hợp tà là 25 cõi trừ 5 cõi tình cư, nhưng mà ly tà thì có 5 cõi tình cư. Thì ly tà mà có 5 cõi tình cư là các cõi kia cũng có ly tà vậy. Các cõi kia vẫn có tâm tham ly tà. Dạ. Tổng quát, dạ. Các cõi kia vẫn có tâm tham ly tà bình thường. Sở dĩ mình chia làm hai đó là tại nó liên quan đến năm cõi tình cư. Năm cõi tình cư thì tâm tham hợp tà nó không có sanh khởi được, cho nên mình mới chia làm hai. Chứ các cõi kia thì nó vẫn có ly tà. Ví dụ cõi người, cõi chư thiên, chúng sanh ở cõi khổ vẫn có tâm tham ly tà. À, rồi đó là phần tính cõi. Bây giờ còn gì nữa, vậy là hết rồi. Cái bài đầu tiên này có thể là các tử mình chưa quen, thì mình sẽ còn một phần là mình cũng chưa có nhớ được các thuật ngữ này, cho nên nó cũng có, nhớ được các chi pháp này thì nó cũng hơi khó một tí. Nhưng mình học vài ba bài thì cái cấu trúc bài thì nó như vậy thì dần dần chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Cái trước tiên đó là bây giờ thì mình cũng có thâu lại để mình nghe, cho nên lớp có thể mình nghe qua nghe lại rồi lý do sao mà nó có mặt gì vậy. À, rồi mình thì nhờ đó mình có thể hiểu được bài, để các bài sau thì dễ theo dõi hơn. Thế bây giờ mình tạm bắt như đây ha, mời cô Phúc Vy chung em cho lớp nghỉ. Dạ, chúng con kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp về tâm tham ngày hôm nay. Dạ, kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Bài học đã kết thúc, kính mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên thực kinh lễ tụng kinh hồi hướng những phước báo có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con kính đảnh lễ sư, con kính tri ân sư. Con xin thay mặt cô chú học viên trung tâm hồi hướng phước báo của buổi học hôm nay đến chư thiên. Akasatha Japamatha Dewa Naga Mahitika Bunyang No Anumodan Tujirang Rakhan Tusasanang Akasatha Japamatha Dewa Naga Mahitika Bunyang No Anumodan Tujirang Rakhan Tunogaro Akasatha Japamatha Dewa Naga Mahitika Bốn nhãn nô anu mô đan tu chi răng ra khán du nhá ta yô a ca sa tha cha phong ma tha đê qua na ga ma hi thi ca Bốn nhãn nô anu mô đan tu chi răng ra khán du pa ni nô a ca sa tha cha phong ma tha đê qua na ga ma hi thi ca Bốn nhãn nô anu mô đan tu chi răng ra khán du nô sa đa
Idang watano punyang asawa kaya wahang ho tuana gatikale. Sa thú. Dạ, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc ạ. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp vi diệu pháp căn bản online vào các ngày thứ bảy hàng tuần lúc 19:30 đến 21:00. Kính chúc quý sư, quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu mạnh khỏe và được an vui trong cuộc sống. Dạ, kính mời lớp nghỉ ạ. Dạ, con kính đảnh lễ tri ân sư ạ. Con kính chào con lớp ạ. Con kính tri ân sư học hôm nay ạ. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Con kính tri ân sư ạ. Con kính tri ân sư ạ.